Cái này quay phim luôn nha. Dạ. Yeah.
Sao chính sách thì... có chính sách thì có chính sách thì chưa có khu phúc nhân tài này kia là phụ cấp còn đủ hết, nhưng mà làm đây lương đó bác sĩ nữa. Đây thì thầy phải đốn mấy ông lên phòng bác sĩ thôi. Chính sách ở đây cũng là chính sách là đào tạo nhiều. Phải đốn mấy ông anh rất là cho đi học nhiều phải đi dạy làm một vụ với đây tàu về địa phương đốn phải đi kiếm thầy nữa. Nhà nhìn này thì ăn cái gì đâu mà phải nhận nhau. Đúng.
cho đấy hàng trăm này luôn cho lại ngoài nhé, món ngoài thời gian về về hành tránh cho nên thuốc điều trị cho một người từ tình trạng này tuy nhẹ hay hay khỏi đó. Nếu có trường hợp ở đây là những người này đã mãn tính hết rồi, à, mãn tính tức là chịu bao nhiêu là rất là bệnh viện gia đình rồi thà bỏ hết. Còn đây là đôi chút là kia là không có giảm mà bớt hay là chữa cho được bớt để có thể trở về nhà được, không có hả? Tức là có người lại giúp bà con lại điều trị luôn để khỏi bệnh luôn đấy. Cài đầu em lại, nước lạ tay con.
chiều vô cái đào thái ra làm đèn anh rửa con dâu mới. Mình mơ cắt ra chuối làm hên đụng đinh làm kèo. Nhà nhỏ đơn sơ nhưng hòn nhỏ dây khờ. Nhà đâu đủ lớn để che mưa đục nắng. Lòng đâu đủ trưởng thành để biết chuyện tình yêu. Cưới nhau rồi mà vẫn gối mày bao. Vẫn dành nhau từng bông cao từng trái ổi. Em khóc em hờn anh theo năng nảy. Anh giảng anh buồn thì em cũng buồn lấy. Mẹ cưới về mẹ nha. Về nha. Em Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.